Thêm nước vô. Rồi thả xuống. Rồi được rồi, được rồi. Rồi, tắt đi. Ừ, nó tự động á, nó ấy ra mà. Ừ. Cái này chơi nước được rồi. Chính nó muốn chơi với đã. Rồi tắt cái đó đi. Tắt đi, tắt đi, tắt đi. Rồi nè, còn nè, có làm cái nữa không? Nè, còn cái nè, có làm nữa không nè. No, chưa ướt mẹ chị. Nè con cái nè. Nè, lấy lấy nước vô con. Nè, lụm cái này đưa lên cho mẹ. Tét, lụm cái này đưa mẹ. Rồi phiêu nước vô nữa đi. À. Nó mở nước từ từ ra thôi, đừng có mở bự quá, mở từ từ. Rồi xả nước từ từ thôi. Mấy anh em trời nắng ra chơi nước à. Không muốn nước. Cảnh vô quê. Quê nhà. Nhà em toàn là mai không à. Toàn là mai không à. Tắt nước đi. Tắt nước đi. Ừ, chơi xong đi, hồi quét sân nha. Nè, còn cá nè, bơm vô luôn chơi luôn đi. Còn cá. Thôi. Để xuống. Mở nhỏ nhỏ nè con.
Thì Hưng với cô Bi lấy ra đi để cho anh làm nha con. Để anh bỏ nước vô cho. Đó, nó vô nước đầy là nó tự rớt ra à. No. Mẹ ước á. Ê, chị ai cũng chở con. Chở mình con như con chuột túi. Cô Vi con nhiều vậy hả? Đó, không ước có ai đó. Muốn chơi nó không? Thôi để dành lại đi, mai móc cho tiếp. Ok. Thôi đi vô tắm đi con. Thôi tắm luôn đi rồi. Tí nữa vô chổng xe ấy tắm sơ lại. Ngoại trả mà nói trả luôn. Ngoại trả cái nhà này còn còn hạt bụi. Đây. Đây bà nội cho con trả cái cục. Đúng không? Mình con là có một cái. Ừ. Thôi ước mẹ. Thôi con tắt đi con, đi vô đi tắm đi con. Thôi đi vô tắm nè. Thôi ba cả nhà.